Thưa quý vị, chuyện phẫu thuật thẩm mỹ hiện nay đã trở nên phổ biến đối với chị em phụ nữ, bởi cô gái nào thì cũng đều mơ ước được đẹp hơn. Tuy vậy, có một thực tế là người phẫu thuật thẩm mỹ phải chấp nhận những di chứng hoặc là mất công sửa đi sửa lại để có vẻ đẹp như mong muốn. Vâng, thậm chí là khi đã phẫu thuật thẩm mỹ thì có người lại nuối tiếc vẻ đẹp tự nhiên trước khi của mình. Mai Lệ Huyền, cô gái 25 tuổi sống ở Hà Nội là một trong những trường hợp như vậy. Cô đã trải qua nhiều lần dao kéo và hiện tại thì Huyền sở hữu khuôn mặt với nhiều nét khá hoàn hảo. Nhưng cô phải đối mặt với nhiều di chứng do phẫu thuật thẩm mỹ ảnh hưởng đến sức khỏe. Vâng, và trước khi gặp gỡ cô gái này để cùng nghe cô chia sẻ về những biến chứng cũng như những lần can thiệp dao kéo trên khuôn mặt của mình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những hình ảnh ngay sau đây. Đây là hình ảnh của Mai Lệ Huyền trước khi cô sử dụng can thiệp dao kéo tới 8 lần trên khuôn mặt mình. Nhiều người đều cho rằng trước khi phẫu thuật thẩm mỹ, khuôn mặt cô đã khá hài hòa với chiếc mũi cao và cằm trẻ. Tuy nhiên, bản thân Huyền lại không thấy vậy. Cô luôn mơ ước về một khuôn mặt V-line thời thượng với chiếc mũi S-line và đôi mắt to cùng làn da trắng sứ. Bởi vậy, cô đã quyết định phẫu thuật thẩm mỹ để có gương mặt đẹp như mong muốn. Tuy nhiên, một lần, hai lần, rồi đến 8 lần, cô gái trẻ ấy đã liên tục sử dụng dao kéo để thay đổi nhan sắc. Và giờ đây, cô đang luyến tiếc vẻ đẹp từ thời xưa mà cô đã đánh mất. Cảm ơn em đã nhận lời trò chuyện với phóng viên của VTC14. Em có thể cho chị một hình dung là trước đây cái khuôn mặt của em khi mà chưa phẫu thuật thẩm mỹ thì nó như thế nào không? Mặt em tròn, bầu bĩnh. Mũi em cũng khá là cao, có sóng sẵn rồi. Cằm thì trẻ, mắt cũng to. Nói chung em cũng là một gái khá là ưa nhìn so với lại bạn bè, mọi người nhận xét. Khá là xinh xắn. Hãy kể cho chị nghe những cái lần mà em đã sử dụng dao kéo để can thiệp, chỉnh sửa những thứ trên khuôn mặt mình. Đầu tiên là em làm mũi, thì về phía mũi của em thì em cũng nói là bị gồ, bị lệch, thì em bác sĩ khuyên em là nên làm mũi cấu trúc. Thì em đồng ý làm mũi cấu trúc là bác sĩ sẽ lật lại toàn bộ xương, khung xương của em ở bên trong để nắn lại cho nó thẳng và đẹp hơn. Sau đó em làm xong thì em về soi gương khoảng 7 ngày là em tháo băng rồi, cắt 10 ngày là cắt chỉ. Thì em lúc đầu em khá là ưng với khuôn mặt của mình, tức là mình có một chút gì đấy gọi là thay đổi hơn so với trước. Sau đó em nhìn thấy phía cằm của mình, cằm em trước là cằm trẻ, nó hơi bị lẹm một chút. Nên là em nghĩ mình đã làm mũi rồi thì mình phải làm cái gì đấy cho khuôn mặt mình để cho nó cân hơn. Thì em nghĩ đến lúc đấy filler mới rộng chứ không được phát triển như bây giờ, thì em đến thử tiêm filler. Thì em tiêm thời gian đầu 1-2 tháng đầu thì người ta bảo là giữ được hơn 1 năm, nhưng mà thực chất thì hoàn toàn là không giữ được hơn 1 năm. Như vậy nó sẽ giữ được đến khoảng 2-3 tháng đầu, sau đó bắt đầu nó tan dần ra, thì cằm của em bắt đầu có chỗ lồi, chỗ bị lõm, kiểu nó bị hơi biến dạng, là mình cảm thấy bắt đầu hoảng sợ rồi. Thế là lại phải đi khám bác sĩ, thì bác sĩ nói là filler có một chút silicon vào đấy, tức là người ta pha để cho giữ được dáng, hoặc là người ta muốn lấy lãi nhiều hơn so với dáng gốc bình thường. Thì em đi tiêm, bác sĩ nói là cần phải nạo filler ra, thì em cũng quyết định là phải nạo, và em cũng nghĩ đến là đặt lịch đi làm nạo ra. Sau đó một thời gian sau em mới bắt đầu độn cằm hẳn. Thì em độn cằm thì lần thứ nhất là em cũng khá là ưng, nhưng mà bỗng dưng em phải xem một cái ảnh của bạn nữ, thấy cằm của bạn ấy đẹp quá, thế là em lại 3 tháng sau là được làm lại, thì em lại bảo bác sĩ là cho em làm dáng khác. Rồi em cứ tiếp tục làm, đến lúc em làm thử trên khuôn mặt thì em phát hiện ra mình không hợp với cái cằm dài với lại nhọn như thế. Và em quyết định làm lại lần cuối là chỉnh về chiếc cằm như trước. Thì đến tại thời điểm hiện tại bây giờ, cằm em cũng mới làm được mấy tháng, 4-5 tháng xong rồi, khá là ổn, đỡ hơn trước. Còn mắt thì lỡ làm mất cái mũi với cái cằm của em, chắc làm nguyên cái mắt cho nó đỡ. Vậy thì có phải là em nghiện phẫu thuật thẩm mỹ không? Vâng, tại vì thường thì ai làm phẫu thuật thẩm mỹ xong rồi người ta rất hay soi gương, người ta cảm giác như là người ta chỉ muốn soi gương xem những cái gì trên khuôn mặt mình nó chưa hài hòa. Bởi vì người ta cứ xem xong rồi người ta nhìn thấy ai xinh hơn, có người đấy người ta thôi thúc ở trong lòng, là tự bản thân họ sẽ tìm đến bác sĩ và họ lại làm. Có khi nào khi đi ra ngoài đường em bắt gặp một cô gái nào đó thật sự rất giống mình không? Em có hoang mang về điều đó không? Bây giờ thì em thấy rất là nhiều bạn làm phẫu thuật thẩm mỹ rồi,
bỗng dưng mà mình đi ra đường mình thấy ai cũng có khuôn mặt khá là giống mình, là mũi cao rồi cằm nhọn rồi mặt ve lai rồi này, là tự nhiên bản thân mình cảm thấy mình lại giống người ta quá, mình không có một chút gì gọi là đặc biệt so với bản thân như trước nữa. Nhiều khi em đi du lịch đến ở chỗ khách sạn ấy, hoặc là chỗ gặp ai mà đưa chứng minh thư, người ta hay giật mình bởi vì cái ảnh đấy quá khác so với mình trước đây, thế là cũng không thích lắm, nhưng mà phải chấp nhận nên vì em cũng đang có ý định làm lại chứng minh thư nhân dân. Vậy thì tổng số tiền mà em đã phải chi ra để cho những lần phẫu thuật thẩm mỹ của mình là bao nhiêu? Tất cả mọi thứ em chi vào khoảng tầm hơn 100 triệu, và khoảng hơn 150 triệu cả chi phí em ăn ở rồi đi lại và thuê người chăm mình. Sau khi mà đã quá nhiều lần can thiệp mà dao kéo trên khuôn mặt của mình thì giờ đây em đã phải chịu những cái biến chứng như thế nào? Sức khỏe của em ra sao? Thì hiện nay em cảm thấy nhiều khi khuôn mặt mình nó hơi bị đau một chút, hay bị ốm và mình cảm thấy không được thoải mái tự nhiên như ngày thường trước đây. Làm cái gì cũng phải để ý những cái mà mình đã làm cho khuôn mặt. Bố mẹ em không biết cái chuyện mà sức khỏe của em bị tình trạng như thế này, cảm xúc này đâu. Chỉ là nghĩ em bị ốm đơn thuần thôi. Nhưng mà mỗi lần ốm thì em rất là kéo dài rất là lâu, khá là lâu. Vì thứ nhất là vì cái mũi em hơi bị xoang một chút nên là lúc nào nó cũng bị mất giọng hay là cũng sụt sùi, rất là khó chịu mọi người. Thường thì là mũi thì không nhăn được mũi, cầm thì không chống được cầm. Nói chung là làm cái gì cũng phải khá là cẩn thận với nó, va nhẹ cái rất là đau. Em thường rửa mặt rất là nhẹ nhàng, hoặc là đi chơi với bạn bè, bế cháu, bế em làm cái gì đấy cũng phải cân nhắc, nhưng mà tránh để người khác va vào mặt mình. Vì sao em lại ân hận về cái quyết định phẫu thuật thẩm mỹ của mình? Thật ra thì cái mấy chất liệu như thế này thì nó không giữ được lâu hẳn đâu chị ạ. Vì thường thì thời gian khi mà ví dụ như mũi chỉ được 5 năm là nó sẽ bị tụt sống dần, nghĩa là nó lúc đó đang cao mà sau dần nó sẽ bị thấp xuống, là mình phải tháo ra và làm cái khác, hoặc là mình có thể để mũi thật tự nhiên, cầm cũng thế. Nói chung là cái gì cũng có hạn sử dụng của nó. Em nghĩ chắc là sau này đến một thời điểm đấy trong gần đây là em sẽ phải tháo ra trước khi em lập gia đình. Nhưng mà tháo ra thì em hỏi kỹ trước quy trình của nó ra sao, tháo và nó ra có an toàn thì chỉ việc tháo thôi, nhưng mà em quan trọng là mình đã tiêm filler với lại những cái chất đấy lên mặt mình ấy. Không biết là tháo ra khuôn mặt mình có còn được như trước không, chắc là vẫn còn được nhưng mà nó không được gọi là hẳn như ngày xưa nữa. Em nghĩ là như thế. Bác sĩ cũng dặn là tháo ra là sẽ bị mất độ tự nhiên, thế nên là bản thân mình cũng phải chuẩn bị trước tâm lý. Cái thứ hai là mình cũng phải chăm sóc da mặt để căng lại da. Ví dụ như em nghĩ là ai mà đã béo rồi thì không nên nằm còng. Tức là có khuôn mặt bị phần cổ bị thừa thì không nên nằm, vì sau này tự nhiên mình làm xong tự nhiên cái phần phía cổ của mình nó bị bọng cằm, trông rất là không mất tự nhiên, trông nó không được hài hòa lắm. Vậy thì em đã muốn dừng lại chưa hay là vẫn còn tiếp tục những cái lần phẫu thuật thẩm mỹ khác? Thứ nhất là về sức khỏe của mình rất là giảm sút. Nếu mà mình là mẹ mà mình không có đủ sức khỏe thì sau này con mình cũng không được tốt nữa. Là em nghĩ chắc là bây giờ thời điểm hiện tại là em sẽ dừng lại và em không có ý định là phẫu thuật thẩm mỹ nữa. Em có lời khuyên gì cho những bạn trẻ như em cũng đang nuôi cái ý định là sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh sửa toàn bộ gương mặt của mình như em? Em chỉ muốn nói với các bạn là trước khi mà làm một cái gì đấy mình hãy suy nghĩ kỹ, bởi vì phụ nữ thì đẹp về ở tâm hồn lẫn cả tính cách, và những cái thời gian đấy mình có thể dành để tìm hiểu và dành cho mình cái kỹ năng sống trong tương lai thì tốt hơn là mình chỉ chăm chăm vào mũi bề ngoài của mình giống như em. Cảm ơn Huyền đã chia sẻ với chị một cái câu chuyện hết sức là chân thành của bản thân em và chúc em có thật nhiều sức khỏe hơn nữa. Vâng, đúng là một trường hợp hơi đáng tiếc khi mà bạn nữ tìm đến với phẫu thuật thẩm mỹ với mong muốn được đẹp hơn nhưng lại chưa thể lường hết được những hậu quả mà phẫu thuật thẩm mỹ để lại. Và không rõ là mục đích của bạn nữ trong phóng sự vừa rồi là muốn đẹp hơn thôi hay là muốn thay đổi cả vận mệnh của mình. Tuy nhiên là đối với người dân châu Á thì ngũ quan bao gồm 5 bộ phận trên khuôn mặt, đó chính là mắt, lông mày, tai, mũi và miệng, được cho là ảnh hưởng rất nhiều đến vận may cuộc sống của họ. Vâng, mặc dù không có căn cứ khoa học nào để có thể chứng minh cho điều này, nhưng mà những người dân tại Hồng Kông thì họ vẫn đi đổ xô sửa lông mày với hy vọng là sẽ tìm được cái công việc nhàn hạ, lương cao hơn, lấy được tấm chồng như ý, hay đơn giản là sẽ gặp rất nhiều may mắn trong cuộc sống.
Hơn 20 năm qua, chuyên viên chăm sóc sắc đẹp Li Xiaojing đã giúp những khách hàng gặp khó khăn từ chuyện xin việc cho tới tìm kiếm bạn đời như ý bằng một cách lạ lùng, nhổ đi và định hình lại hai hàng lông mày. Tôi thấy rằng sửa lông mày là cách hữu hiệu nhất, đó là sự thay đổi ngay lập tức và ai cũng có thể làm được. Tại sao ư? Bởi vì sau khi tôi tỉa bớt lông mày đi, đôi mắt của khách hàng tỏa sáng và lông mày không bị rủ xuống. Còn kết quả khách hàng sẽ thấy tức thì. Bà Li cho biết khách hàng của bà rất đa dạng, từ những đứa trẻ đang chập chững tập đi cho tới những người đã 70 tuổi. Kỹ thuật viên truyền hình Edward Lam là một khách hàng thân thiết của bà Li trong suốt 3 năm qua. Khi tôi chuyển việc vào năm ngoái, bà Li đã thiết kế lại lông mày cho tôi. Tôi tin là bà đã giúp tôi tạo ấn tượng ở các buổi phỏng vấn. Các nhà phỏng vấn gặp rất nhiều ứng viên cùng một lúc, bởi thế ai cũng mong muốn tạo ấn tượng về sự tự tin và có thiện chí. Thuật nhân tướng học sử dụng các lý thuyết của phong thủy, vốn là một phần trong văn hóa hàng nghìn năm của Trung Quốc. Nguồn cội của nó xuất phát từ y học truyền thống và hai điều này thường song hành với nhau. Và do đó, dù không có căn cứ khoa học nào, nhưng đa số người dân ở Hong Kong vẫn tin rằng đôi hàng lông mày sẽ quyết định vận mệnh của họ. Nhiều người vẫn tin tưởng vào y học Trung Quốc và rằng các bác sĩ Tây y chỉ có thể kê đơn. Cùng lúc rất nhiều người với quan niệm truyền thống, nghĩ là nếu gương mặt gặp bất cứ vấn đề gì thì họ có thể xin lời khuyên của các chuyên gia nhân tướng học. Rất nhiều người đồng tình với suy nghĩ này, kể cả những người trẻ tuổi. Bởi thế, nếu không theo đuổi cách tiếp cận sửa lông mày của bà Li, thì hàng trăm và hàng nghìn người ở Hong Kong lại đổ xô tới các đền chùa để cầu vận may và nhờ đoán tương lai cho mình. Do đó, cho dù là mê tín hay khoa học, thì thuật đọc tướng số vẫn luôn có chỗ đứng trong xã hội hiện đại ở Hong Kong.